Rồi, bây giờ em chia sẻ cái sơ đồ trả thưởng nha. Em với chị chia sẻ sơ đồ trả thưởng này. Thứ nhất là đối với khách hàng thường xuyên này. Và cái này cô Vinh cũng nắm luôn ha. Đối với khách hàng thường xuyên thì mua hàng được hoàn tiền cashback 25% trước trên đơn hàng của mình. Và những khách hàng thường xuyên thì mua hàng hôm sau trừ tiền của hôm trước. Đúng không? Ví dụ như ngày hôm nay là ngày 15 tháng 9 mình mua hàng được 3 triệu chẳng hạn. Thì ngày hôm sau cashback có nghĩa là thông tin trong cái mà siêu thị của mình á, mà thẻ của mình á là 25% trước thuế, thì nó 3 triệu thì nó khoảng 700 ngàn gì đấy, em chia được tiếp luôn nhá. Thì ngày hôm sau được cái tiền này, ví dụ như là 3 triệu chẳng hạn này, 3 triệu mà trước thuế là mình chia cho 1.1 này Rồi, cái này hiểu rồi. trăm này, thì nó khoảng vào 682 ngàn. 682 ngàn nó ở trong thẻ siêu thị của mình, và ngày 16 mình mua hàng thì mình được trừ cái 682 ngàn đó. Và nếu như mình mua thêm 1 triệu chẳng hạn thì mình sẽ trừ 682 ngàn chẳng hạn, thì mình trả các bác là mấy thôi. Đó là mua hàng hôm sau trừ hôm trước. Đúng không? Khách hàng thường xuyên thì chỉ cần chứng minh nhân dân hai mặt và có email là mở mã số được. Nhưng mà khách hàng thường xuyên thì không được hưởng hoa hồng hệ thống và tập đoàn nếu có. Đây, đang đối với khách hàng thường xuyên này. Đó. Còn đối với tư vấn viên thì ngoài việc được hưởng 25% như khách hàng thường xuyên, còn được hưởng các quyền lợi. Thứ nhất là ví dụ mình mua hàng 25 ngàn tương đương là 1 điểm, và tiền quy đổi hoa hồng hệ thống là 1 điểm là 10. Và thứ nhất là đối với tư vấn viên thì được hưởng các quyền lợi dành 200 cho người mới. Ví dụ mỗi tháng mua 200 điểm thì tương đương vào khoảng 5 triệu. 5 triệu thì 3 tháng liên tục như vậy thì sẽ nhận được gói quà 1 triệu 6. Và 6 tháng liên tục thì nhận được gói quà là 4 triệu 6. Được chưa? Và cái này từ lúc mình trở thành tư vấn viên mua liên tục không được nghỉ tháng nào cả. Còn nếu nghỉ 1 tháng thì mình sẽ không được hưởng cái quyền lợi này. Được chưa? Là như như hướng là không được phải không? Đúng rồi. Như như hướng là rớt rồi. Đúng rồi. Đối với nấc thang sự nghiệp, ở trong series là có 8 nấc thang của tư vấn viên và 6 nấc thang dành cho thủ lĩnh trở lên. Được chưa? Tư vấn viên thì từ K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8. K1 là từ 1 đến 299 điểm. K2 là từ 300 điểm cho đến 499 điểm. K3 là từ 500 điểm cho đến 199 9 điểm. K4 là từ 1.000 điểm cho đến 1 đến 2.499. rồi, K5 là từ 2.500 điểm cho đến 4.999. K6 là từ 5.000 điểm cho đến 9.999. K7 là từ 10.000 điểm cho đến 19.999. Và K8 là từ 20.000 điểm đến 39.999. càng Đó. lên là càng lên là càng cao ý. Dạ đúng rồi, càng lên càng cao. Và từ thủ lĩnh trở lên thì em sẽ giới thiệu sau nha. Thôi ngang 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 cả năm được. Nha, K8 với K5 làm gì? Được chưa? Rồi, đây này. Khi chị có hoa hồng là bắt buộc chị phải là K2 300 từ 300 điểm trở lên thì rồi, mới được hiểu hưởng hoa hồng hệ thống. rồi. Được chưa? K2 trở lên là mình được 800 điểm. À, là mình được 300 điểm. 300 điểm là 8%. Thì lúc đó mình tổng doanh số mua hàng của mình tầm khoảng 7 triệu rưỡi. Còn K3 là tổng doanh số mua hàng của cả đội nhóm của mình là 12 triệu 500 thì 500 điểm. Được chưa? Là được hưởng 10%. Đây ạ. Còn K4 là từ 1.000 điểm. Là cái này điểm của đội nhóm của mình là 25 triệu. Và K4 là 12%. một nhóm tu này. Còn từ K5 trở lên là 2.500 điểm, thì toàn bộ đội nhóm, tổng đội nhóm của mình, tổng doanh số đội nhóm là 2.500 điểm, được chưa? Và tư vấn viên trưởng là 5.000 điểm. 5.000 điểm thì toàn bộ đội nhóm của mình là 5.000 điểm, và lúc này mình được hưởng 25%. Tất nhiên là cái này là của đội nhóm, cho nên là người nào được ở mức nào thì được hưởng mức đó, và mình phải trừ cái tiền danh đất của đội nhóm của mình ra thì mình mới được. Được chưa? Rồi
10.000 điểm thì được 31%, 20.000 điểm thì được 37%, và từ thủ định trở lên thì hưởng thêm cái nhánh chuyên nghiệp của mình ở dưới là 1%, nhánh thứ nhất. Và từ thủ định các cấp trở lên thì được hưởng nhánh chuyên nghiệp thứ hai là được thêm 1%, và nhánh nhánh chuyên nghiệp đầu tiên thì được hưởng 8%, được chưa? Đó, đây là những cái học trở lên. Và dành cho ngoài cái câu lạc bộ 200 dành cho mới thì còn được có thể được hưởng là hợp đồng nhân này. Hợp đồng nhân là cả năm là bốn, mở từ tháng thứ tư, từ tháng mình mở từ bệnh viện cho đến tháng thứ tư mà mình được học được cả năm luôn á. Đây, được cả năm luôn á thì được 25% luôn thì mình được thưởng 4,2 triệu sản phẩm. Cái là sản phẩm mà. Và phải duy trì 2 tháng liên tiếp. Nếu như đạt tư vấn viên trưởng K6 trong tháng thứ 5 từ lúc mở mã số thì mình được 15 triệu tiền mặt. Và tư vấn viên cao cấp trong vòng 6 tháng từ lúc mở mã số thì mình được thưởng. Được chưa? Rồi nhà tư vấn chuyên nghiệp trong vòng 7 tháng từ lúc mở mã số thì mình được thưởng 35 triệu tiền mặt. Và thủ lĩnh ở tháng thứ 8 thì được thưởng 50 triệu tiền mặt. Và phần quà lớn bao gồm phần quà nhỏ. Ví dụ mình được nhận 50 triệu thì những phần thưởng như đi là mình sẽ không được nhận. Còn nếu mình được nhận những cái phần thưởng như đi, phần thưởng cao mình sẽ trừ ra, đúng không? Mà thường thường thì họ nhận thì nhận phần thưởng cao luôn chứ. Ai mà nhận đấy, tại vì tháng thứ 5 thứ 6 với con 2 tháng duy trì cao hơn rồi, đúng không ạ? Ngoài ra thì mình còn được tham gia câu lạc bộ xe hơi khi ở danh hiệu nhà tư vấn chuyên nghiệp. Câu lạc bộ xe hơi có nghĩa là mình mua xe trả 20% và công ty sẽ trả góp cho mình 80%, 80% trả dành hàng tháng theo điểm tăng trưởng của mình. Cứ một tháng mình tăng trưởng 1.000 điểm thì công ty sẽ trả 3,5 triệu, và cái tiền mình trả trả góp vào cái xe hơi của mình. Đó. Và cái thu nhập mà từ tư vấn viên trưởng trở lên là khoảng 10 triệu này, tư vấn viên cao cấp thì khoảng 22 triệu này, nhà tư vấn chuyên nghiệp thì khoảng 43 triệu. Đó là cái thu nhập không ạ. Được chưa? Và nếu như khi mình giúp một người trở thành nhà tư vấn chuyên nghiệp thì được thưởng bao em thấy tập đoàn thưởng nhiều lắm, đúng không ạ? Rồi đây sơ đồ dành cho tư vấn viên này là nhớ lại giúp em là từ 8 đến 37%, và 300 điểm thì 8%, 500 điểm thì 10%, 1.000 điểm thì 12%. Đây là những cái hoa hồng mình cần nhớ, đúng không ạ? Đây là cái cách mà mình xây dựng hệ thống một người phát triển cho ba người. Một người phát triển cho ba người đấy là không giới hạn bắt buộc là phải ba người, nhưng mà mình có thể là tượng trưng như vậy, đúng không ạ? Mình có thể nhân lên 5 người hoặc 10 người là tùy mình, thì là càng nhân hơn, đúng không ạ? Là cả cái mức này là mọi người hiểu, là ví dụ như bản thân mình 200 điểm, như K3 làm thế nào đạt K3 giống như là Huyền, bản thân em là đã có 200 điểm rồi một tháng rồi, bây giờ em giúp cho hai người, mỗi người mỗi tháng họ bán và họ dùng 200 điểm nữa thì tháng đó à, thì đúng không? À, chị Thu cũng chưa có tìm được tầng 1 làm việc thực sự, mà mới chỉ là người bán, người dùng, người làm, người dùng là chủ yếu thôi. Cho nên người dùng thì có thể tháng có tháng không, còn người làm tháng nào họ phải có là chắc chắn, được chưa? Như vậy là có một người K3, tìm thêm hai người K2 nữa là được, đúng không? Và phải người làm thực sự á. K5 thì bây giờ chị Thu có một người K4, rồi phát triển thêm một người K3, người K2, người K mấy người K1 nữa thì mình lên được 2.500 điểm thôi, được không chị Thu? Đây, quy tắc 40-60 có nghĩa là sau này khi mình là tư vấn viên trưởng á thì mình có một nhánh mình, có một nhánh mình là 4.000 điểm, à, xin lỗi, có một nhánh mình là 3.000 điểm chẳng hạn, nhưng mà cũng phải cân đến tối thiểu là 2.000, hoặc cái nhánh đó có 4.000, 5.000 thì mình phải có những cái nhánh nhỏ còn lại của mình phải là cân nhánh 40% tối thiểu á. Đúng không ạ? Thì nó đi rất là nhân văn luôn, tránh những cái trường hợp mà mình tư vấn hoặc mình giới thiệu cho những người giỏi vào và họ làm mình hưởng. Mình phải làm việc đã mình mới được hưởng, còn không thì thôi. Chị Thu Huyền nắm cái này không? Tương tự như thế là 4.000 điểm với 8.000 điểm cũng vậy. Là mình phải luôn luôn làm việc, tuyến trên cũng phải luôn luôn làm việc để cân nhắn thì mình được hưởng cái hoa hồng của tuyến dưới của mình. Đây ạ. Tư vấn viên trưởng, tư vấn cao cấp là họ về cô hiếm để mình tìm những cái người á, mình tìm những cái người như vậy để mình phát triển, để mình được hứa, được chưa ạ? Chuyên nghiệp đó là cái mô hình chuẩn. Còn em muốn trong quá trình
Như vậy thì chị Thu và Huyền có thắc mắc gì không? Cần hỏi chỗ Không. nào Thì cái phần ở trước là cái Thu đang chưa hiểu mà chưa nói cái phần mà cái cô là nói bằng điểm chẳng không chưa nói cái phần ngặt trước là trước đầu tiên á còn chưa ngang men mới ngang ngang cái phần đầu tiên mà thì nói để coi lại mà không không thôi thì sẽ cái phần đó lên như Thu mường với Thu lưu lại bất kỳ mô đoàn đầu một tiên đầu thế tiên đó à? đó, đó mấy cái đầu tiên đi là còn thì cả biết giống như mình mua hàng ngày đi mình mua hàng ngày đi mà những 2 ngày sau lại đây mình mua lại là bắt đầu có hàng được có điểm để mình trừ là cái được biết rồi hôm sau mua lại là hàng trừ đi là cũng biết rồi còn cái mà không được hưởng hoa hồng hệ thống đó cái mà không được thì hưởng hoa hồng hệ thống ý là tôi cũng nhầm là cái bằng điểm là cái thế là tại vì nếu chỗ xíu á, là mình mua 1 tháng á, là có tháng là 300 là sẽ có tháng là 300 là bên chỗ xíu là lấy chuyện lại không mình 200 mấy ngàn và mình là hiểu là tại vì hiểu là cứ nghĩ là thằng thành cộng là điều 200 mà nhưng 200 là cái câu lạc bộ cái chưa nói ra là cái chưa là chỉ nói lại mà mình coi lại cái cái sổ đi thì phát hiện ra thế nhưng mà những cái này là hắn có cái con số là hắn có rõ bằng bằng cái chỗ Thủy mới 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 đưa lên để mà chiếu màn hình này đây cái đó cái phần Em làm cả này em làm mà về. này thế còn cái này mình có cái này là mình hiểu mà chưa đúng anh Thủy đưa ra đó là dễ hiểu hơn còn cái này cái thế là mình là cứ nghĩ là chưa đấy là tám 8% là 3 đến 400 điểm cái thế là tại vì cái hiểu là lần xíu là tháng có tháng lần chuyện nhưng mình lại được 200 mấy ngàn nó hỏi thì tiếng bất cái nhà mình mới nói đi là chắc người thật cộng tháng có tháng không tại tháng 200 ngàn là hẳn chuyện có mấy tháng 300 ngàn là còn lấy có chuyện chưa mới hiểu ra được cái này còn là cái tư vấn viên mà 200 điểm là có câu lạc bộ 200 phải không Đúng rồi. ok để là chưa bắt đầu cái nữa Nghe chị thì mẹ hỏi là em hiểu gì chứ hiểu rất là giả tưởng. đúng chưa hiểu chưa chưa mê mê khi mà không khi sáng thì nói là thông minh nhìn lại là 8% nữa là cho 8% nữa là điểm được của 300 là hiểu chưa Yeah. khi sáng họ đi hiểu chứ không cái tế là chưa hiểu Okay. Rồi, giờ cái chiến hiệu này nói em chia sẻ tiếp. rồi thế ngang mình là cỡ ngang phân phân cả năm ngang trận đấu ngang cả năm nữa rồi đó con